UAE đã thay đổi rất nhiều, những phương án tấn công của đội bóng này là tương đối đa dạng. Tấn Trường lại một lần nữa cho thấy sự chắc chắn của mình. Với một sải tay và chiều cao lý tưởng thì Tấn Trường luôn có lợi thế trong tình huống bóng bổng. Khamis luôn cho thấy sự nguy hiểm với những một cú đánh đầu giữa đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất và đội bóng để thủng lưới ít nhất. Hy vọng rằng ngày hôm nay những phẩm chất tốt nhất của chúng ta là sự chắc chắn của hàng phòng ngự sẽ được thể hiện. Không hề có lỗi. Phạm Văn Đức bây giờ mới là có lỗi vào lỗi của UAE. Pha ngăn cản chính xác của Quế Ngọc Hải. Và chúng ta luôn thường trực có những cơ hội để gây ra sự bất ngờ cho đối thủ. Khá nguy hiểm. Đó là cú sút của Ali Mahfouz. UAE đang cố gắng tạo ra sự đa dạng trong cách chơi. Họ mở những đường bóng ra biên và lần này là một tình huống phối hợp trung lộ. Một cầu thủ của UAE đã ngã nhưng đó không phải là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ áo đỏ. Pha xâm nhập của De Lima. Cầu thủ UAE sẽ rất nguy hiểm với những tình huống đột phá ở trước vòng cấm. Họ sở hữu những tiền vệ có kỹ thuật cá nhân và có những pha xử lý rất nhanh nhẹn. Đối thủ, đội bạn thì đã quá quen với thời tiết này. Một trong những đội cạnh tranh vị trí của 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để góp mặt ở vòng sau là Iran, lúc này đang dẫn bàn trước Iraq. Jordani đang có 8 điểm. Một đường bóng dài, nguy hiểm. Như vậy là UAE đã có bàn thắng mở tỷ số. Đó là bàn thắng của Ali Hassan. Hassan vừa rồi đã có một khoảng trống rất lớn bên cánh phải. Đây mới là phút thứ 32 của trận đấu và thời gian còn lại vẫn còn rất nhiều. UAE tận dụng rất tốt khoảng thời gian sau quãng nghỉ cooling break. Đó là một pha chuyền bóng hay của Abdullah Ramadan. Và Ali Hassan đã không bỏ lỡ thời cơ. Đây là một cú dứt điểm chất lượng. Vị trí cánh trái của chúng ta vừa rồi đã hơi thiếu tập trung và để cho Ali Hassan có khoảng trống rất lớn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không có một thế trận vượt trội. Tuy nhiên họ lại rất biết cách tận dụng cơ hội. Vẫn là một tình huống nỗ lực lên bóng ở bên phía cánh trái. Như vậy trọng tài thổi phạt đối với Tấn Trường và quả penalty cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thật đáng tiếc vì đó không phải là một tình huống quá nguy hiểm. Tuy nhiên, Ibrahim đã cho thấy tốc độ của anh rất nhanh. Như đó là một quyết định nặng tay của trọng tài bởi góc mạnh. Mahfouz và Tấn Trường. Đó là một cú đá bình tĩnh của số 7 đội chủ nhà. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay đang có được sự may mắn. Có vẻ như sân Jabi vẫn đang mang đến sự may mắn cho đội bóng này. Họ đã có một hiệp đấu chơi không ấn tượng. Tuy nhiên đã có 2 bàn thắng một cách
khá dễ dàng. Đức Huy. Khá nguy hiểm. Cơ hội cho đội bạn. Pha xử lý không tốt của Lima. Khi có khoảng trống thì đội bóng trắng có khá nhiều những giải pháp tấn công chắc chắn và có khả năng tấn công tốt hơn. Công Phương. Vẫn là Công Phương. Cơ hội dứt điểm. Ít nhất thì nó cũng là một sự khởi sắc rất lớn so với hiệp đấu đầu tiên khi đội tuyển Việt Nam quyết định thay đổi lối chơi. Công Phương đã không có đà để thực hiện một cú dứt điểm mạnh hơn. Hoàng Đức. Khá nguy hiểm. Đội bạn đã có bàn thắng thứ 3. Đội tuyển Việt Nam chấp nhận chơi mạo hiểm hơn, dâng cao đội hình, và đó là thời cơ để UAE có thêm nhiều khoảng trống và không gian để có thêm cơ hội có bàn thắng, và họ đã tận dụng tốt. Cầu thủ UAE dâng cao rất nhanh. Cú đánh đầu tiên là của De Lima. Và Tấn Trường dù đã rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có thể cản được cú đánh đầu của De Lima mà thôi. Khamis đã có mặt ở đúng vị trí thuận lợi nhất để nâng tỷ số lên thành 3-0. Chúng ta tạm quên những gì đang phải chứng kiến để đến với niềm vui mà Australia tạo ra khi họ đã đánh bại Jordan với tỷ số 1-0. Lima đang hoạt động rất rộng. Pha đánh đầu của Đoàn Văn Hậu. Đội bạn đã bắt bài rất nhanh. Pha cản phá tuyệt vời của Tấn Trường. Ali Hassan quá nguy hiểm và lợi hại. Cú đá của cầu thủ này rất căng và mạnh, và khả năng dứt điểm bằng cả chân trái lẫn chân phải của Ali Hassan đều rất tốt. Và khả năng phán đoán tình huống rất tốt, và điều đó giúp ích cho họ rất nhiều. Tiến Linh. Công Phượng. Công Phượng ngã rồi. Quang Hải đã khá khôn ngoan để không tham gia vào tình huống vừa rồi. Ở góc máy vừa rồi thì chúng ta thấy có sự tác động của hậu vệ phải An Babi đối với Công Phượng. Đây là một tình huống mà trọng tài hoàn toàn có thể thổi phạt penalty. Đúng là như vậy. Công Phượng. Hồng Duy đang chạm lên chân. Tiến Linh. Minh Vương. Đó là những gì mà chúng ta đang chờ đợi. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tấn công có nét và khởi sắc hơn. Đức Huy đã lấy được bóng. Minh Vương. Tiến Linh. Đội tuyển của chúng ta đã cầm bóng và triển khai tấn công mạch lạc hơn. Thứ hai của World Cup. Minh Vương. Vẫn là Minh Vương rất nhịp nhàng. Tiến Linh. Điều chúng ta mong chờ, điều chúng ta chờ mong cuối cùng cũng đã đến. Tiến Linh lần thứ hai đánh bại UAE ở chiến dịch vòng loại này. Phải là như vậy. Kể cả có thua đấy chăng nữa, tuy nhiên chúng ta vẫn phải có một bàn thắng để mang lại niềm vui cho các cổ động viên. Tiến Linh vẫn tỏ ra có duyên để ghi bàn vào lưới UAE. Các bạn hãy cùng thưởng thức lại màn thêu hoa rệt gấm này của đội tuyển Việt Nam. Minh Vương, Quang Hải, Minh Vương, Tiến Linh. Một loạt những tình huống phối hợp nhanh, nhuyễn và xuất sắc được kết thúc bằng cú chạm bóng tinh tế của Tiến Linh. Quá hay!
Một pha phối hợp xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Phương án chuẩn bị có lẽ là hợp lý nhất ở hoàn cảnh hiện tại trước khi bước vào trận đấu này. Cơ hội! Vẫn còn! Vẫn còn! Dứt điểm! Đó là Minh Vương! Đó là Minh Vương! Minh Vương quả là rất có duyên trong những trận đấu khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Minh Vương đã có dấu ấn trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Thật tiếc là Minh Vương đã không vào sân sớm hơn. Chúng ta đang theo dõi lại những nỗ lực của Đức Huy. Và cú chạm bóng của Minh Vương thực sự là rất nhạy cảm.